đi ăn mì Hồ Đông các bạn ơi. Đây là mình order món các bạn. Best seller của quán mình là món nào vậy? Best seller người ta thường gọi nhất ở quán mình đó. Là hai món ta gọi nhiều nhất ha. Đây là quầy bán các bạn. Trứng này là trứng ngâm tương bán 12.000 trứng à. Ở đây mình tự bưng tự phục vụ các bạn. Đây, nhà hàng chuẩn bị cho mình cái. Ủa lấy một cái trứng này nữa đi. Ăn không? Ủa em ơi, anh muốn ăn trứng anh order đây luôn hay anh tự lấy? Mình lấy trứng. Mình ăn mình tự lấy các bạn, 12.000 trứng. Lấy hai trứng đi ha. Anh với con ăn. Một con hải sản à, một con hải sản nữa em. Hải sản thì em đi mát thao nha, mình cần đi chợ 28 triệu nha. Thanh đóng rồi đó. Tay bắt chú rồi. Con chờ một con hải sản trước. Đúng rồi em, một con hải sản nữa. $242.000. Đây là món ăn tự chọn thức ăn thức uống các bạn. Muốn ăn mình uống cái nào mình lấy, mình lại quầy mình tính. Bên nhà hàng để dự sẵn cho mình ăn luôn không được. Mình cũng lấy một cái trứng con sen. Anh muốn lấy cái trứng này lấy bằng cái này được không? Mình lấy một cái trứng thôi, mình bỏ trứng cái trứng. Anh lấy cái này lấy được không? Cầm lấy tay cũng được. Tay cũng được luôn hả? Rồi, trứng này cũng 12.000. Đây là quầy nước chấm nhé các bạn, mình tự lấy. Giờ mình đứng phải sao phải thử mình nghe nè. Được rồi. Không. Đừng. Đây là mình đang đứng ở trên lầu. Mình nhìn xuống đây là đường
Hai Bà Trưng đó các bạn. Mì ô đông hải sản ha, một phần là nhiêu tiền đó? Mì ô đông hải sản là 89k các bạn. Ô đông bò 89k luôn. Trứng và viên gia vị phải giúp 18.000. Đây để cho nóng. Ủa cái trứng gà này nè, trứng gà này là trứng gà lạnh, ngộ quá à. Heo super heo các bạn. Ngon lắm á, heo này heo nguyên miếng chứ không phải heo dùng, để mình sẽ vô đâu nha các bạn. Heo này heo nguyên miếng, ớt vừa ăn. Thơm á. Cái trứng này ngộ lắm nha, nó vừa tàn ớt trong đá á các bạn. Trứng gà mà ăn, khi mình ăn vô á, nó cảm giác nó béo béo. Đây là trứng gà nhộng trong tương nha các bạn. Mình ăn thử là sao. Ngon, gói vừa chưa ăn vừa ăn nó thấy ngon á. Cái nước chấm của mình là mình pha hỗn hợp nha các bạn. Hai chút. Trong biển 10k. Ở đây nó sử dụng đôi tre luôn các bạn, xài một lần mình bỏ luôn. Và đây là mì ô đông hải sản các bạn. Mì ô đông thì sợi mì á, nó bự hơn hơn cái mì bình thường của mình nhé. Đây là hải sản, cái này là chắc là chả quá. Chả mực, chả tôm, chả cá. Quán nằm ở địa chỉ các bạn 342 Bà Trưng, quận Tân Định đó. Thì mình vừa chạy qua chợ Tân Định bên tay phải các bạn. Quán dễ tiền lắm. Làm ghế lên đó. Đi thêm con biển nha, bỏ vô biển ngon. Thời gian thì đi mỗi ngày, các bạn đã có dịp thì đến đây thử, mình thấy ngon lắm. Giờ mình sẽ kết thúc clip đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình nha. Tạm biệt các bạn.